Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Cái điều mà quan trọng trong tất cả những cái chữa bệnh đó là người bệnh mong muốn khỏi bệnh. Cho làm sách. Và làm sách, nội dân. Hồi đó là dẫn chùm đá đúng không? Chùm đá đúng không? Cho chùm đá đúng không? Rồi cũng quên nha. Cái bà này phải giữa cho chồng phải khỏi bệnh. Phải dễ mình. Đó, đó, em thấy không rồi? Rồi, cây xoay. Đó. Em vô. Đưa cho đều cái tay đều lên. Đấy. Cứng lắm, cứng lắm. Đấy, đó, thấy chưa? Rồi, đau quá, đau lắm. Đừng đừng có ép, đau ra. Em cứ là thấy khi mình khóa nhiều môn ấy, mình ấn cái này xong ấy, thì em kéo cái thấy chân cái sắt. Này, cho đó. Còn tắm có bấm này không thầy? Chỗ rồi đó, đây dọc hai bên đùi. Bây giờ chân người không? Ông ấy quay nó tròn cái chân. Không vô cái chuyện không phải không nóng. Cái đời đấy. Khóa nhị môn xuống đi. Dạ. Tay em đè em khóa cái nhị môn xuống. Rồi, đó rồi đó. Quay như mình á. Là quay phải đều cái chân cái tay. Đây nè, xoay nè. Em nó cứng nghe không? Xoay ra nè. Kêu luôn hai cái luôn. Nè, xoay nè. Mà khi xoay mấy cái sao bắt đầu mình ép xuống nè. Thấy chưa? Tức là mấy cái sao á là mình ép xuống nè. Thấy chưa? Thấy ép không? Thấy chưa? Mình ép nè. Ơi cứng. Cứng. Vợ ép hai chân luôn cho ông xã. Đúng rồi, bây giờ bắt đầu đưa ông lên dọn cái bàn cho ông ngồi tinh. Mà mọi người muốn tốt ấy, thì mình phải bẻ cái chân nhìn đây. Cái chân chút xíu. Bây giờ là bữa nay coi thử cái chân coi nó khác không. Coi rồi, coi kéo lên, dở dò lên. Cái chân nhìn. Bắt đầu mạnh lên chứ chứ. Nay bắt đầu mạnh lên rồi đó. So với hôm qua là tay chân cái chân mạnh lên rồi. Ok, sao đẹp. Rồi, bẻ vô nè ha, thấy chưa? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Bây giờ là cái ngón mấy con chân này dịch chưa dịch được nữa. Bệnh nhiều khó trường cái gan. Mình nạp trường gan em ạ. Cho nó khỏe nhanh lên. Trường gan nó phục hồi nhanh. Thì nó lâu quá rồi nó không có máu huyết nó không lưu thông tới đây. Quyết tâm để mà chữa bệnh này ra là mình dễ làm đấy. Tức là ông không có tiêu cực. Tại em trộm cái gan nóng ha. Em là còn là nóng em cho để hai chân ấm dùm cho tôi. Để đâu để đây hả? Để của dưới lòng dạ, chân dạ, này. Hai cục đá, một cục bên ha. Để cho nó mau. Đó, bây giờ bên đây nó chịu đi ra nè. Nó lên nè. Lên nè. Để giờ chị làm nó hết lên, nóng không hả? Rồi. Bên đây cho chịu lên. Để dưới lòng chân. Để dưới lòng chân. Đó, bắt đầu được rồi đó. Ok, sao em? Rồi, đó. Ôi trời ơi. Bắt đầu phục hồi lại gân cơ. Do đó mà hằng về nhớ trường gan đều nha. Trường gan nhiều chứ cái đó giùm tôi. Rồi, ok. Không nhấc được chân lên. Rồi đi tới đi, từ từ đó. Từ từ rồi giờ lấy chân đi mày. Lấy chân thì đi được mà. Lấy chân. Giơ cao lên, đó, giơ cao lên. Giơ kia đó, giơ cao vậy đó. Tập giơ cao đó. Ok. Đó. Rất quyết tâm, anh này tuyệt vời. Quá tốt. Anh này tốt lắm. Anh này tuyệt vời. Rồi, qua bên kia mà đi vô bên kia nữa. Rồi, nhớ là dơ cái tập, dơ cái chân cao lên. Qua dao, co cái dọc cao, co lớn lên. Không có nhó. Co lên,
con lên kỳ luôn, con lên đừng có xíu đó, vậy đó, dở lên đó. Dở lên, dở lên, quá tốt, rồi. Tốt rồi, quá tốt rồi, hôm trước sệt sệt hôm trước em đi cũng lết nó mới bị tày mấy cái đầu chân rồi đó, bây giờ mới dở cái gì đó, bốn ngày thôi. Ngày đâm được rồi đó. Đâu giờ coi lên, coi chân đau lên, coi lên. Được rồi. Chưa có cân bằng. Rồi. Nữa. Ok. Về nhà tập cho anh vậy nha. Rồi tốt rồi. Rồi đúng quý quá rồi. Thôi coi. Thôi coi lên. Cảm ơn. À, anh sẽ khỏi là do mợ đó. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.